gia nhập câu lạc bộ Sài Gòn từ đầu mùa giải nhưng không được đăng ký. Ryutaro Karube đang đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo của đội bóng. Trong vai trò mới, cựu tiền vệ của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa đã có những trải nghiệm thú vị ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xin chào các bạn, tôi là Vương Liễu, tôi đang làm bên Sài Gòn FC. Ngay từ lúc đầu nhận lời mời thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn, thì đội bóng này đã ký hợp đồng với rất nhiều ngoại binh rồi. Cũng thời điểm đó, tôi vẫn cân nhắc một số đề nghị từ các đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Bảo Bình, thì tôi quyết định quay trở lại Việt Nam. Ở đây không chỉ đơn thuần là bóng đá, mà câu lạc bộ Sài Gòn hướng tới việc nhiệt hóa trong tương lai. Rất nhiều vị trí rời Thanh Hóa, tôi đã chọn Thái Lan thi đấu. Xen giữa thời gian thi đấu ở xứ sở Chùa Vàng, tôi có một năm thi đấu ở Malaysia. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn quay trở lại Việt Nam, một đất nước đáng yêu, những con người đáng yêu. Tôi rất hạnh phúc vì đã có cơ hội trở lại đây. So với thời gian tôi thi đấu ở Thanh Hóa, thì mọi thứ đã thay đổi. Tốc độ các trận đấu đã nhanh hơn một chút. Ở FLC Thanh Hóa, Ryotaro Karube chủ yếu thi đấu ở đấu trường AFC. Anh cũng ghi được hai bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới của Bali United và Yangon United. Song thời gian gắn bó với đội bóng xứ Thanh không dài và việc quay trở lại Việt Nam lần này, mọi thứ cũng không hề suôn sẻ với anh chàng điển trai từ xứ sở Hoa Anh Đào. Tình hình hiện tại của đội bóng không được tốt. Về cá nhân tôi thì tôi luôn muốn được ra sân cống hiến cho câu lạc bộ nếu như được yêu cầu. Công việc hiện tại của tôi không liên quan tới đội bóng mà chủ yếu tại công ty. Nó khá là bận và tôi cũng khá hứng thú với những sự mới mẻ này. Sự thích nghi ở môi trường mới là một trong những điểm mạnh của Ryutaro. Dù ở vai trò nào thì anh cũng vẫn luôn làm việc hết mình, đóng góp vào thành tích chung của câu lạc bộ Sài Gòn cũng như về phía công ty với chức vụ giám đốc sáng tạo của đội bóng. Một trong những nhiệm vụ của tôi là lôi kéo khán giả đến sân, cổ vũ cho câu lạc bộ Sài Gòn ngày một đông hơn. Khi còn thi đấu ở Thanh Hóa, tôi có khá nhiều fan nữ và tôi hy vọng với công việc mình đang lên kế hoạch và thực hiện trong tương lai gần, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ có nhiều người hâm mộ hơn. Bên cạnh đó, tôi hy vọng câu lạc bộ Sài Gòn có thể trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay và nếu may mắn thì tôi có thể được ra sân thi đấu thêm một lần nữa ở Việt Nam. Câu lạc bộ Sài Gòn đang phát triển theo xu hướng nhật hóa và trong quá trình đó, Ryutaro Karube là một cầu nối để giúp mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn với những gì anh đã từng trải nghiệm khi còn thi đấu ở Việt Nam.